Xin chào mọi người, mình là Ben đây. Rồi thì chắc hẳn các bạn đang gọi là không update người 7 lắm rồi đúng không? Đương nhiên rồi anh em. Và các bạn đừng lo lắng nha, update người 7 đang đến gần đây mọi người. Tại vì admin cũng đã thông báo gọi là sắp có vì thời gian gọi là update người 7 nha. Và khi nào có mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn xem. Rồi thì trong video hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về gọi là video Seaboy về cây Zoro được revamp lại skill nha mọi người. Đấy, xịn sò liền đúng không? Rồi thì đến đây các bạn nên subscribe cho mình đi. Bởi vì đó chính là động lực để mình làm nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Rồi ok. Thì admin Ripinra mới vừa gọi là làm lại gọi là một video spoil về cái gọi là cây Zoro được revamp lại nha mọi người. Và tại sao lại làm như vậy? Tại vì các bạn cũng biết rồi, cái cây Zoro cũng thuộc dạng là mua bằng robot ấy, mà nó cũng thuộc dạng là mythical, nhưng nó gọi là anh em giờ gần đây không sử dụng nhiều nữa, bởi vì do là có nhiều cái kiếm mới nó có thể build ngon hơn, cho nên giờ ông admin gọi là Ripinra quyết định là sẽ sửa đổi lại cái cây skill của cây Zoro nhá, để mọi người mua nhiều hơn, tăng doanh thu. Đấy, ok nha. Rồi thì giờ mình sẽ cùng các bạn xem đó video như nào, và mình sẽ đánh giá skill nó và mình sẽ test thử các bạn xem nhé. Ok anh em nha. Rồi thì đây chính là cái Twitter của Ripinra. Thì ổng mới đăng một cái gọi là nào, theo ổng ghi nè: cuối cùng chúng ta đã quyết định gọi là revamp lại skill Jack của cây Duck Player. Đây chính là cái cây Zoro này nè mọi người. Đó, thì mình sẽ xem video này như nào nha mọi người. Đây đây đây. Đây các bạn thấy thấy. Đó, đây chính là cây Zoro V3 nhá. Đây. Ui. Đây là skill Jack mọi người ơi. Nhìn xịn thế nhỉ. Đó đó, mọi người có thể thấy là ông này chém thì nó cũng giống bình thường, nhưng quan trọng là cái hiệu ứng của nó đó, là mình thấy nó kiểu nó diện rộng hơn một tí nè. Đó, và nó gọi là mượt mà hơn. Còn trong cái trong theo nó mượt mà hơn rất nhiều. Đấy, còn trong game này các bạn nhìn này nhá. Rồi bây giờ mình chém thử nè. Đó, nó kiểu nó không có mượt, nó hơi cứng cứng, với lại hiệu ứng nó cũng không đẹp đó mọi người. Còn cái diện tích gọi là chém của nó cũng hơi gọi là không rộng lắm. Đấy, còn cái này nó sẽ diện rộng hơn nè. Và mình nghĩ nó sẽ gọi là stun được mọi người cỡ một vài giây nhá. Đấy, và cũng sẽ có kiểu khi nhấn giữ thì nó sẽ lướt tới, mình nghĩ vẫn có đấy nha. Đấy, nhưng các bạn có thể nhận ra một điều với mình không? Là sao skill này nó giống như của King Legacy của mọi người. Mình nhìn thấy cái cây Zoro bên gọi là Rock Root này nè, nó làm hơi hơi giống trong revamp lại hơi giống bên King Legacy nhá. Đấy thì không biết có âm mưu hay ý đồ nha các bạn, nếu mà có suy nghĩ giống mình các bạn gọi là hãy comment phía bên dưới nha. Đấy, ok. Thì mình thấy cái skill này thì nói chung là mình nghĩ là thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn rồi. Và mình mong thì admin sẽ gọi là tăng đam cho cây Zoro này nhá. Đấy, tại vì mọi người cũng bỏ robot để mua mà bỏ không tăng đam thì hơi tiếc. Đấy. Đấy, ôi cái gì đẹp vậy. Đấy, ok. Thì video này của mình cũng đã hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Và các bạn nghĩ sao khi cái cây Zoro được revamp lại, và các bạn có yêu thích nó hay không? Hãy nhớ để lại comment luôn nhé. Còn thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.